Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bữa cũng cũng mất dạy nữa bi ghi, ghi bữa nay nó tẩu quả nhập ma hay gì, nó ghi tùm lum tùm la bi. Năm cây sâm hương này là ghi là 1018 đi, 8 cây sâm hương bằng 370k bao xếp. Rồi cái này số 17 quay sau. Đi ngủ đói bụng quá, mắt sư phụ không thấy đường nữa rồi, quán gà luôn rồi, mệt nữa. Rồi 8 cây sâm hương này là 370k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha. Rồi cây số 1 đây nè, cây số 2 nha, cây số 3 nha. Tối thức sớm quá, sáng dậy sớm quá giờ mệt. Đây cây số 4 nha, mới có 4 mấy còn 5 giờ mấy rồi dậy. Cây này cây số 5, cây này cây số 6 nha quý vị. Rồi đây cây số 7 nè. Đó, ông nào ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk là không có giao hàng được nha, quen thì ship code lại chuyển khoản nha. Rồi cây số 8 nha, mà nói trước nha, cái này 8 cái chậu này mua là tôi phải bóp cái chậu nhỏ gọn lại vậy nè, tôi vô cái bịch tôi cột chặt lại cho quý vị nha, chứ không đóng luôn nguyên cái chậu này nha. Cái này nó bự lắm, kình càng lắm, tôi không có đóng à, nói trước nha. Anh nào mua là phải biết cái điều đó nha, chứ về đừng nói sao mà tôi lại bỏ cái chậu lại nha, tôi làm gọn bầu lại nha, chỉ có lấy 50% chất chồng này thôi à, nói trước á. À, xuống luôn quý vị ơi.